Ok, lên em. Theo thông lệ thì cuối tháng hàng năm chúng ta sẽ lướt lướt xem cái tháng mới có những con game gì hot. Thì bây giờ cũng cuối tháng năm rồi, chúng ta sẽ lướt qua tháng 6 coi. Thực tế thì cái giai đoạn tháng 6, tháng 7 này á sẽ là cái nốt chìm của làng game, nhất là với mấy anh em chơi indie như tôi á thì sẽ có rất ít game để lựa chọn thôi. Đa phần những cái tháng này người ta sẽ cho tập trung vào những cái con game mà khá là hot. Đặc biệt là cái tháng 6 này chúng ta có hai cái sự kiện á. Cái sự kiện đầu tiên. Đây, để tôi lấy cái 8 này luôn cho nó dễ. Cái 8 này thường không được công bố trên Steam đâu. Nhưng mà tôi lai đại cho anh em trả sau cả. Cái ưu đãi theo mùa đầu tiên sẽ là ưu đãi mùa hè, từ ngày cuối tháng 6 cho đến là giữa giữa tháng 7 luôn, nó sẽ kéo dài đến 2 tuần. Nên những con game á, nó sẽ rất là tránh những cái ngày này, game mới ra mắt, người ta sẽ tránh những cái ngày này rất là nhiều luôn. Nên bây giờ cuối tháng 6 này đến trung tuần tháng 7 thì sẽ không có nhiều game để anh em chơi. Ngoài ra còn một cái lễ hội nữa là Steam Next Fest, là từ giữa tháng 6 cho đến là nguyên cái giai đoạn giữa tháng 6 luôn nè, ngày 10 đến ngày 17. Thì nhất là cái giai đoạn này á, mấy sự kiện lớn này người ta sẽ tung ra demo rất là nhiều. Những cái demo này nó sẽ đè những con game mà mới ra mắt xuống rất là nhiều luôn. Cái lượt hiển thị nó chen chúc nhau nên những cái nhà phát hành game á cũng ráng là tránh cái ngày này luôn. Nhưng mà bù lại anh em không có game mới chơi thì anh em sẽ có thể chơi những bản demo trong cái sự kiện này. Rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta lướt qua con game mới thôi. Khi nào đến những cái sự kiện như thế này thì tôi sẽ thử qua. Hôm gài thì cũng có khá nhiều dev gửi cho tôi mấy cái bản demo rồi, có thời gian rảnh thì sẽ chơi luôn. Thì cái mà ấn tượng đầu tiên của tháng 6 là vào ngày 3, tức là sang một hai ngày mới rồi, ngày 1 với ngày 2 á, ngày thứ bảy và chủ nhật, nên sẽ không có nhà phát hành nào phát hành hai con game vào ngày này được. Steam nó có quy định hạn chế 2 ngày cuối tuần, nên chúng ta coi như là cái tháng ngày đầu tiên của tháng mới là ngày 3 đi. Này, chúng ta có con game Elder Coin Online, God God, con đường vàng. Nó đang trong cái sự kiện mà Elden Coin giảm giá 70% để kích luôn con game này lên nè. Anh em mua bây giờ á thì nó sẽ là có cái giá 700 ngàn, có thể đặt sàn sớm rồi đó. Không biết lúc release thì chắc không có giảm giá đâu, nên cái giá này anh em có thể mua bây giờ để chơi luôn. Nhắc dễ dòng game này chắc anh em biết hết rồi chứ gì. Đây, cái lượt mà follow nó rất là nhiều. Cho nó không hiển thị cái lượt follow ta. Tôi nhớ là con số rất là cao nữa. Anh em chơi cây game đầu thì không thể bỏ qua dòng game này được đó. Cái đoạn này cinematic không à, chưa vô game lay nhiều. Nhất là anh em mà tín đồ của dòng online đó, MMO á, thì chắc là đam mê con này dữ lắm á. Giá này họ đã công bố từ đầu năm tới bây giờ rồi. Anh em có rất là nhiều cái phiên bản để lựa chọn luôn. Cái này là cái gì thì tôi cũng không biết nữa. À, cái này dạng như cái tiền in game vậy đó. Anh em có thể mua luôn cái tiền in game bây giờ. Coi phải hơi bị là mệt nha. Cái ngày mà ra mắt con game thì cái daily login reward á là anh em sẽ vô điểm danh để nhận phần thưởng. Thì chi tiết phần thưởng gì thì họ cũng công bố đây. Anh em nếu như có chơi game thì có thể nghĩ qua. Mở màn bằng tháng 6 bằng một con game rất là chất lượng. Tất nhiên đến từ Bethesda thì tôi nghĩ là có khá nhiều lỗi bug luôn á. Tốt nhất thì anh em vẫn nên đợi mod đi, nhưng mà tôi nghĩ con game online này chắc không có mod đâu. Có mod thì nó cũng sẽ không can thiệp rất nhiều. Game này thì tôi có đọc một cái devlog của anh Trung Hoa, ổng cũng hay viết bài hay gì đó, hay là của nhà phát hành hay là của ai đó đăng. Game này có tên là Quyến Rũ gì đó, tôi không nhớ nữa. Bốn tội lỗi hả? Nó là dạng một con game mà kinh dị thôi. Nó cũng tương đối đơn giản nhưng mà rất là được cộng đồng ủng hộ. Tôi cũng không biết nó có dính dáng cái gì không. Thì nó cũng tương đối bình thường. Kinh dị là logic giải đố, là anh em nhìn tưởng tượng đến thần trùng của Việt Nam á đó. Đó, thì đây là cái phiên bản bên của họ. Thì nếp mạnh là tên cũng tiếng Trung luôn, tôi vẫn không biết tên gì. Mà con game này sao dịch ra là bốn tội lỗi nè. Tôi nhớ lúc trước đọc là cái tên nó nghe như mùi succubus á. Game này chắc anh em chơi giải trí thôi. Có co-op bạn bè gì không? Không, có online co-op luôn nè. Vậy là nghe quen quen à. Game này tên nó hai chữ à. Nè, quyến rũ nè. Cũng được, game cũng được. Nhưng mà kinh dị chắc tôi không chơi. Game này thì dạng con game là cũng na ná như con nãy. Nó giống thứ sáu ngày 13 hơn. Một bên đi săn với một bên chú đuổi bắt. Game này thì thực tế là anh em có thể chơi được rồi, nếu như anh em mua cái bản này nè. Đây, nếu như anh em có thể mua cái bản này thì đã có thể chơi game từ khoảng 2-3 ngày trước rồi đó. Tôi thì cũng chơi thử con game này rồi, nhưng mà lúc đó dev gửi. Lúc đó dev gửi sớm quá nên vào cũng chẳng có ai đi chơi hết trơn.
nên cũng đứa qua coi cho biết thôi. Giá nó cũng khá cao nữa, một con game anh em online co-op với bạn bè cùng chơi cùng chốn mà mức giá này tôi nghĩ là rất là khó để phát triển game á. Đặc biệt cái định hướng của họ nữa, game chơi co-op nhưng mà lại cho chơi sớm, thì chơi sớm với ai bây giờ? Chắc là để những cánh streamer họ livestream chơi với nhau thôi. Với lại con game này tôi thấy nó cũng tương đối bình thường, tôi không nghĩ anh em nên đầu tư vào game này đâu, tại chút nữa thì nó sẽ có cái lý do tôi sẽ nhắc sau. Đã có khá khá đánh giá luôn rồi nè, mặc dù con game thì chưa có ra mắt nữa nha, người ta mở cái đợt chơi sớm là để gì đó. Đây là cái bản DLC của mà Destiny 2, tôi thì không có chơi Destiny cũng không biết, nhưng mà cái bản DLC này thấy khá là hot á, 800k. Những con game live service thì đương nhiên ăn tiền vô cái mảng này rồi, anh em nào chơi con game này thì có thể quan tâm cái DLC này. Một con game thể loại mà chiến thuật 4x nè, nó mang cái phong cách mà cách điệu hơi nhiều nhưng mà cũng khá là đẹp nha. 4x thể loại mà chiến thuật rồi TS trong đây ông ta. I have to warn everybody. We must keep them from reaching the enclave at all costs. Game này cái nét nó tương đối ảo ảo nhiều quá. Anh em cứ dàn quân đánh nhau thôi. Total War Hammer mà phiên bản là rút gọn lại. Game này hình như có key á mà tôi không có đăng ký nhận, tại vì nó không đúng gu cho lắm. Dẫn phiên bản này lên áp sát này nha. Gọi là chi cập sớm. Cũng khá đáng buồn. Mấy con game mà chi cập sớm nữa thì thường mấy cái studio nhỏ nhỏ. Game này anh em sẽ quản lý cái nhà hàng sushi. Đồ họa nó rất là dễ thương luôn. Thấy mấy cái trailer giới thiệu nó cũng vui vui, nên cũng tranh thủ lướt qua coi thử. Đồ họa nó rất là tươi vui nha. Anh em nào thích cái thể loại thư giãn giải trí nhẹ nhàng mà cái kiểu quản lý mấy cái nhà hàng gia đình đó, đó, thử quan game này đúng hợp luôn. Rảnh rảnh thì chơi vui nó một tí cũng được. Dạng chăm sóc khách hàng. Cái trailer làm cái đoạn các cảnh nó quá dài dòng đi, hơn 2 phút. Nãy giờ không có giao diện USB nào luôn á, nhưng mà tôi coi qua cái gameplay sơ sơ cái đó rồi. Cũng được lắm, nó thiên về hướng giải trí thôi. Net out nè. Đây, hồi nãy tôi phiên anh em không nên chơi cái con game mà giá 470.000 co-op chơi sớm á, là vì con này nè. Con này nó cũng có lối chơi tương tự luôn, dạng mà đuổi bắt trốn tìm. Nó cứ ghi đây không ta? Đuổi bắt trốn tìm anh em có thể chơi với những người bạn của mình, thư giãn thoải mái với mà mấy cái mini time, ủa mà quick time event là mini game á. Dạng quick time event anh em chơi, nó giống thứ 6 ngày 13 nhưng mà phiên bản chim cánh cụt với phù thủy. Ngoài ra còn điều nữa là con game này nó miễn phí à. Dev ghi báo cho tôi là con game này miễn phí á, tôi cũng không biết là có đúng hay không. Tại vì lúc mà họ gửi cái key họ thông báo nó vô cái mục là ghi to play. Để tí nữa chúng ta lướt lướt Steam coi thứ ra. Nếu ghi to play thì họ sẽ phải thông báo ở đâu đây? Có thanh toán trong mạp thì thường là game ghi to play á. À, có đây nè, như tôi đây nè, với thanh toán cho mạp. Thì tôi nghĩ chắc là bán mấy cái skin này thôi, như con chim cánh cụt như thế này chẳng hạn, hay là cái bộ giáp như con chim cánh cụt, nên chắc cũng không can thiệp quá nhiều gameplay đâu. Đây, nhìn cái mà như cái bàn cầu cơ nhá, vòng tròn chiêu hồi à. Bây giờ tố cáo bắt giam nhỏ nè. Game này tôi thấy thú vị hơn con game 470.000 nãy nhiều. Mặc dù nó cũng mà chung cái cơ chế tương tự thôi, game kia thì nó đồ họa tả thực hơn. Nó có người cũng tròn tròn như thế này, nhưng mà vô chơi game nhiều cái bất cập lắm. Accident gọi là cái gì ta? Người tiền sử không? Người xưa, người già cả thì gọi là người tiền sử đi. Cũng là dạng con game giống con game mà 4X nãy á, cũng dàn quân đi đánh nhau thôi, nhưng mà mình có lên đời từ thời tiền sử này luôn. Không biết nó có giống cái con mà siêu 6 không? Siêu 6 thì cũng hơi cổ cổ một tí thôi chứ không đến mức tiền sử. Sau đó lên tới cái thời hiện đại mà phóng vệ tinh mặt trăng luôn. Game này không biết chúng ta qua được bao nhiêu đời. Hay là chắc xoay quanh cái thời kỳ đồ đá này thôi chứ gì. Nè, hệ thống cây nâng cấp thì cũng chưa có gì mới. Đến đây thì mới có bắn cung đi săn thú nè.
Không, vẫn xoay quanh cái bối cảnh tiền sử này thôi, không có phát triển lên hơn. Thì nó đúng với cái tiêu đề con game. Cái này là nguyên cái nguồn gốc con game luôn, chứ không phải là cái khởi điểm của nó. Nhưng mà game này anh em chơi một mình nha, nên tôi khá là nghĩ á, chứ không phải anh em đi đánh nhau với người khác. Nhưng mà bùi cái đội quân này nâng lên từ 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 như thế này, nó mang tính mà yếu tố chiến thuật nhiều hơn. Game cũng được. Game này thì giống như cái người thanh trừng trong cái mà tận thế học nhãn học nhân gì đó. Chernobyl, tragedy felt around the world. Cái sự kiện mà Chernobyl là cái nhà máy Soviet hạt nhân nó nổ nuclear weapons á. Đây, chúng ta đóng vai một cái người thanh trừng đi khám phá cái thành phố này chẳng hạn. Game này tôi mới coi vài cái đoạn cắt cảnh thôi. Có hậu tận thế nè, chiến tranh lạnh gì nè, không có yếu tố hành động gì đó, à có action nè, không có bắn súng nha. Chắc hành động theo kiểu đơn giản mà tương tác môi trường. Có đánh đấm gì không vậy? Hay là chỉ đi phiêu lưu nhẹ nhàng như thế thôi? Dạng như mình cầm cái bình thuốc đi khử trùng hay gì đó ha. Game này cũng tương đối bình thường quá. Được cái bối cảnh là nó mang cái tính là theo cái sự kiện mà rất là nhiều biết đến nên chắc có vẻ nó khá nổi ở đó thôi. Chúng ta đi nghiên cứu cái thị trường nghiên cứu này. Do anh em nhìn thấy cái video nãy thì mà câm mà tịch, vô cái video render đưa lên nè, chi tiết đến từng cái mà test ra này luôn. Trời một vực luôn nè, hiệu ứng ánh sáng đổ bóng rồi. Đó. Còn vô cái trailer thì nhìn mù con mắt luôn. Rồi, game này tương đối bình thường, nó không hợp gu tôi cho lắm, nhưng mà anh em thích cái dòng phiêu lưu khám phá bản đồ mà thể loại hậu tận thế nữa có thể thử qua. Tôi thấy cái yếu tố hành động nó gần như không có luôn á. Cái này chúng ta giả lập một đoạn làm phim. Game này hôm nào bữa nào rảnh tôi chơi cho anh em coi. Đúng cái thể loại tôi thích nè. Nó còn một con game nhái hơn nữa là cũng movie Tycoon á. Nhưng mà con game nhái đó tôi thấy hơi dở. Bản này thì bản chuẩn hơn. Mình sẽ xây dựng rồi quản lý mấy rạp chiếu phim này, lên kế hoạch cho nó. Thì đương nhiên cái mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền thôi. Kinh doanh thu được tiền tệ. Đây, đoạt giải phim quốc là quật luôn. Hy vọng nó giống giống với con Let's Cool mà tôi hay chơi á. Xây dựng trường học á, còn này chúng ta quản lý một cái rạp chiếu phim. Điều hành làm sao cho nó đem về về cái lợi nhuận là tốt nhất luôn. Có 5 tấm ảnh là trời. Cũng được, game tôi khá là hóng đó. Game này thay đổi bắn súng mà tương đối chân thực nè. Nhưng mà nhìn nó cũng vẫn là đậm cái chất indie nha. Nó là MMO nhưng mà rất là đậm cái chất indie luôn. Đó, làm cái Zalo ngắn ngắn như thế này, tua nhanh lên để những cái đoạn quan trọng người ta coi. Đó, biết có cái coi đồ nè, có cái bắn súng rất là nhiều kiểu nè, có cái bản đồ để anh em tương tác môi trường luôn. Làm cái Zalo ngắn gọn khoảng 20 giây xong rồi tua tốc độ nhanh nhanh lên gì đó. Nó rất là đơn giản. Ngoài ra thêm một cái trailer khoảng là 1 phút rưỡi nữa, đúng cái tiêu chuẩn luôn á. Trailer nãy tới tiếng thì lớn, còn trailer này tiếng là lại rất là nhỏ. Đây cái kiểu lướt đồ mà na ná như con ít cắp game Taco nè, lấy từng món rồi lục trong túi vậy. Bên đây là cái bảng chế độ, trông cũng rất là thủ công luôn. Thay vì anh em ít cáp gươm Taco thì anh em ít cáp gươm cái miền biển Tây này. Có đi săn thú lấy tài nguyên rồi luôn à. Cũng được, nhưng mà MMO thì chơi cũng hơi mệt á. Nó có hai cái bảng này nữa nè. Vẫn là ly áp chết nữa ta. Gitala anh em sẽ nhập vai vào con mèo biết cầm kiếm. Dogemon phiên bản là máu chiến hơn. Rồi bữa tôi vô chơi thử rồi, cái FPS nó nằm dưới đáy xã hội luôn, lết không nổi luôn. Đây anh em nhìn cái trailer mà thi thoảng nó còn giật giật nữa. Con này nó dạng Goguelike á. Ủa nó dạng mà sâu game chứ không phải Goguelike. Mấy yếu tố hành động của nó tương đối bình thường à. Hiệu ứng va chạm nó làm cũng tương đối tệ nữa. Môi trường thì gần như không thể tương tác được gì luôn. Đó, anh em nhìn cái hiệu ứng va chạm nó cảm giác không có lực luôn nha.
chỉ có cái hiệu ứng nó nháy chớp sáng lên như thế này thôi, chứ không có cảm giác là hai cái lực nó va chạm với nhau. Nhưng mà anh em rảnh rảnh chơi con game này thì thấy cũng được á, mức giá mà phải chăng tí là ổn à. Nè, biết rồi, bây giờ nhà phát hành game thì lạm dụng cái này quá nhiều. Cái này là cái bản Ulungua, chỉ là cái bản tiền truyện giới thiệu thôi, nhưng mà nó lại được rất là nhiều thành công như thế này, coi như rất thành công rồi đó. Nhạc nghe đã hả? Vô cái đoạn nhạc là ấn tượng liền luôn. Còn gì đây? Còn những cái sinh vật ở thế giới kỳ bí không ạ? Nó chắc dạng giống với mà con game xây công viên, anh em phải dựng một cái môi trường cho phù hợp với từng cái loại động thực vật á. Nó giống với con mấy con game mà cái gì đó, sở thú nè, xây công viên nè, chăn nuôi khủng long rồi nè. Nhưng mà cái này phiên bản là thế giới cổ tích hơn, fantasy hơn. Cũng được. Nó không giống hàng này đâu. Phải giới thiệu bản Glugua thôi, nên chắc ăn cái bản này sẽ là như một cái demo miễn phí vậy đó. Ghi demo coming soon nè. Chắc là tham gia vô thẳng cái đợt mà Steam Next Fest sắp tới luôn, nên tới ngày 7 hoặc ngày 10 là anh em mới chơi được thoải mái này. Cũng được. Chưa công bố cấu hình luôn nè. Con rồng đã chết, một con game platform 2D đến từ một studio tương đối nhỏ, nên cũng chơi coi thử xem sao. Studio này thì chắc là có vài tác phẩm mà nhỏ theo cái đó nè. Con này thì nó không phải 2D đâu, nó là dạng sinh tồn rồi. Con này dạng binh đất heo rồi. Trung đếp đất cool luôn nè. Thì con đất hèn gì nó thấy cái tên quen quen. Hoa nè. Hoa là của Việt Nam mình đó nha. Này con cát. Còn cái này là tem xem xét, là do cái nhà phát hành BM Studio thôi. Sina EC nè. Game platform 2D, dạng chặt chém. Cái đồ họa nó rất là tăm tối luôn, rất là máu me, hiệu ứng đầu nó rất là nổi luôn. Chơi cái nền mà tối tối xong thì anh em nhét cái hiệu ứng có màu vô là nó cực kỳ nổi trên cái nền luôn. Đó, đến boss rồi phải ngầu ngầu như chứ. Lại Ellie upset nữa rồi. Tôi cay cái dòng này dữ lắm nha. Thường mấy con game Ellie upset đó, tôi mua vẫn mua, nhưng mà chơi thì ít lắm. Chủ yếu mình chơi 1-2 tiếng ban đầu mình trải nghiệm game chất lượng hay không thôi, rồi sau đó tôi chờ cái bản full ra tôi mới chơi. Nên rất nhiều con game á, giai đoạn Ellie upset này nó thành công quá thì cũng là một vấn đề, còn nó thất bại quá là đép người ta nản lòng luôn. Không có nguồn vốn để tiếp tục, không có kinh phí để là duy trì con game của mình, mà làm theo sở thích thì gặp đất mà ăn à. Nên thường cái Ali Upset này đưa ra cho mấy studio nhỏ nhỏ họ làm á, thì để duy trì cái khoảng thời gian đó thôi. Nếu duy trì không được thì họ cắt đứt mạch con game luôn, con game vĩnh viễn không được phát hành, chết yểu luôn trong cái giai đoạn lâm sàng này. Còn nếu mà con game giai đoạn Ali Upset này nó thành công quá thì lúc đó tiền quá nhiều, mấy dev lại bắt đầu tham vọng mở ra một con game mới nữa. Nó giống với con game Vanquish bây giờ á. Vanquish thì lúc trước dev cũng chuyên gia làm cái Ali Upset nè, sau khi ôm một đống tiền rồi lại nhảy qua dự án mới, vẫn là hứa hẹn cái dự án cũ thôi, nhưng mà cái dự án cũ đó thì không biết khi nào nó ra mắt. Lúc đó thì họ đầy đẻ liên tiếp những dự án mới nữa, nói chung là dùng cái đồng tiền mà xây vòng á. Dùng biển bị quên lãng ha. Là dạng một con game sinh tồn nhỏ nhỏ thôi, nó rất là indie luôn, chắc là một studio vài người làm. Tôi coi cái trailer giới thiệu khá nhiều, game này tương đối bình thường của Gidom Game á, nên cũng không kỳ vọng mấy đâu. Kadamagun, nơi trú chân của chú ếch. Game này nó dạng giải trí thư giãn nhẹ nhàng đó, nó nông trại có thẻ Koji á, đây nè,
Vô đây chủ yếu là lướt lướt ngắm cảnh thấy cũng được. Đồ họa nó nhìn thì lúc mà rất là đẹp, lúc thì nó lại hơi khó chịu không tới. Nó không có đồng nhất với nhau, như cảnh này khá đẹp nè. Cái bàn phím này đúng cái kiểu bàn phím Mitsumi hồi xưa luôn. Bây giờ ít cái mà style bàn phím nào nó cong cong ở phía trên như thế nào. Sang cái này vẽ hoa nó xấu à. Cái gì có mấy tấm ảnh vậy đó à? À không, nó bị lỗi thôi. Đây như tấm này thì nó đẹp hơn nè, nó bo cái viền trắng rất là nhẹ nhàng luôn. Còn cái tấm này á, anh em để ý thấy nó bo cái viền trắng này viền đen nữa rất là nhiều nè, nó bo cái viền đen này viền trắng nó bọc với cái nữa nên nó rất là nổi. Thì mấy ngày tới, mấy ngày kế nè, sẽ có một số con game là ra mắt trong cái đợt Steam Next Fest đó, là những con lớn lớn như thế này thôi. Nhà phát hành là Square Enix. Mấy nhà phát hành lớn như thế này thì họ đâu có quan tâm mấy cái sự kiện indie nhỏ nhỏ như chúng ta làm gì. Game đưa ra là mấy game khác là tự động tránh thôi. What did you do to him? Now return my friend's heart or pay the price. Thôi lồng tiếng như này là thấy không ổn rồi đó. Lồng tiếng mà cảm xúc nó yếu à, lên không nổi. Kingdom hết, bản này rất là cũ nè, D 1.5 với 2.5 nghìn mét lên nè. Nhưng mà tôi nghĩ là giá không có rẻ đâu nha. Trời ơi, nếp thì đương nhiên mấy game cũ mới gì thì giá cũng gì hết. Bản này bản làm lại từ mấy cái phiên bản thời cổ thời xưa luôn. Thì ngoài ra thì còn thêm một đống nữa, chứ không phải là một hai game này đâu, rất là nhiều bản trong cái đợt sắp tới này. Để tôi lướt mà coi họ có bao nhiêu cái bản mà remake làm lại nữa. Ôi giời ơi, họ không có tạo luôn cái kia đó nha. Square Enix không tạo luôn cái trang mà phát riêng đó chứ. Lười, đúng lười luôn á. Cái này là anh em bấm vô á, theo cái nhà phát hành á, họ sẽ dựng một cái trang tem phát riêng của nhà phát hành. Như mấy cái nãy tôi coi á. Ví dụ thử cái ha. Nè như Sega nè, họ sẽ làm cái riêng, trang riêng của nhà phát hành Sega để lên đây. Có bao nhiêu là cái nhãn hiệu, bao nhiêu lượt theo dõi, là mấy cái đường liên kết nè. Còn nội sao qua nét ông lười gì, ông cứ để nguyên cái mặc định như thế này thôi. Thì giống con game tôi vậy đó, game tôi thì nó quá nhỏ đi nên tôi không làm. Chỉ có hai game là hai cái à, nên không có làm bản này. Còn qua nét ông lười nè. So với cái này á, thì cái bộ lọc nó rất là yếu luôn. Nhưng mà để bên đây á, thì anh em có thể coi của con Sega nè. Nó có danh sách list nè, quan nè, ba cái thông tin liên kết dành cho khách hàng nữa nè, đó ai cần quan tâm họ sẽ bấm vô, họ có thể follow ở đây luôn. Tức là khi cái Sega họ phát hành con game nào mới đó, thì mình tự động nhận cái mail thông báo, không cần cần phải đi lướt lướt như thế này. Nó ngoài ra nó còn cái một ước comment nữa nè, là những con game sắp ra mắt. Nhưng mà ông Sawa Nết này cũng lười quá rồi, cho ông đi luôn. Tới giữa giữa tháng 6 đó, thì bắt đầu có Shin Mega Tensei 5 nè. Tôi không biết cái dòng game này luôn. Game này là thể loại gì đây? Vào cốt truyện nhập vai, hành động, phiêu lưu khám phá, bối cảnh là đen tối. Trailer đi, không có coi mà hình đâu, không có trailer luôn. Ông chia lừa rồi thì ông này làm biến. Game cũ máy mà không giá 60 đô luôn, mà không có một cái trailer nào để chúng ta có thể coi thử nó cả. Game xây bệnh viện là hôm nào tôi cũng muốn chơi cái này lắm. Shinsider, con game của Mega Game, một cái nhà phát hành mà cũng khá là dễ tính. Welcome to Sunnyside. Game này nó nông trại nhưng mà cái phong cách đồ họa nó dị lắm nha. Đồ họa nó vừa tả thực rồi vừa mang cái phong cách hoạt hình anime như thế này nữa, nên anh em coi là có thể không hợp đó. Game này thì lúc ra mắt thì chắc sẽ nhận được key để tôi chơi sớm thử thôi. Nhưng mà con biết có nên chơi không? Cái cảnh nền này nó rất là yếu luôn nè. Game này thì chắc nữ chơi cũng được á. Mấy bạn nữ thì hợp phong cách game này hơn. Cái lò sưởi mà cháy như thế này, ngồi ghế dựa đầu vô chắc chọc lóc luôn.
không có lồng tiếng hội thoại với anh nha, chỉ có một số cái bản nhạc nền với cái lời dẫn chuyện nhẹ nhàng như thế thôi. Tinh Bay Combat, game này có đấm nhau hiệu lượng đó hả? Tôi tưởng ông dạy nhẹ nhàng đi phiêu lưu giải trí thôi chứ. Nè, làm gì có cảnh nào đấm nhau đâu. Nói chung game này chiêu chiêu đi khám phá bản đồ, làm nông xây dựng nhà cửa đâu được. Nhìn cái minimap đúng đệ luôn nè trời. Được, cái phong cách tay mà cái ạc tay này thì được. So với cái đồ họa thì nó hơi bệch bệch nhẹ nhàng tí. Anh em để ý mấy cái cảnh là không có bóng luôn à, nên kiểu như đặt cái offset lên vậy đó. Phần bóng rất là yếu. Bóng là một trong những cái mà nặng nhất của con game á, nên mấy cái bóng mà nó tới u kém như thế này nè thì con game nó có thể sẽ rất là nhẹ. Nhưng mà bù lại cái phần mắt của anh em nó bị hại, nó bị nhiều. Như cái bóng này thẳng băng vuông vức luôn. À đấy, có cái đoạn combat nè. Nhưng mà combat theo cái mà số liệu như thế này tôi thấy là chắc cũng không có chiều sâu gì đâu, chủ yếu là sinh ra cho có thôi. Game này nên nhớ là game nông trại mà. Hunter Hunter Kai của Capcom, hồi nãy là Square Enix, xong rồi tới Sega, bây giờ tới Capcom. Đúng là trong mấy cái đợt này chỉ có mấy cái tay to mới dám mà ra mắt thôi. Chứ còn là indie nhỏ nhỏ là nó lặn mất tâm ở trên luôn. Ủa, game này giá 700 mấy hả? Tôi tưởng thường thường Capcom đưa lên giá là 1 triệu mấy còn chứ. Vì game này có khoảng 30 đô rồi anh em ơi. Coi thử phần giá coi. Giá đô rồi ta. Đây nè, khoảng 30 đô à. Đúng rồi. Vì đây chắc là con game nhỏ trong cái ngách của mà Monster Hunter thôi. Combat mà nhìn cái kiểu này nó giống với mà tinh bay quá vậy. Còn cái kiểu này thì lại làm cái trailer hành động hơn. Trong này cũng đâu có tinh bay đâu. À có nè, để cái thẻ tinh bay cuối cùng luôn nha. Đúng gian luôn á. Chúng ta đã lướt lướt sơ nữa, đầu tháng nữa. Có khoảng 20 con game cũng khá nè. Đó anh em coi cái đợt. Ngày 10 đến ngày 17 chỉ có vài con game lớn lớn như thế này thôi. Còn lại không có nhà phát hành là dám chen chút vô cái khoảng thời gian này luôn. 10 đến ngày 17. Rồi, chúng ta lướt qua cái giai đoạn cuối. Chỉ còn khoảng chục game nữa à. Deadless. Một game như là dạng bên Let's Hell hay gì đó. Đúng rồi, Roguelite bên Let's Hell nhưng mà anh đang co-op được với bạn bè nha. Nó dạng cái mưa đạn rồi cho anh xuống. Mỗi con có tuyệt kỹ riêng. Mấy con game này á, anh em làm cái đồ họa nó ổn ổn tí, hiệu ứng nó đẹp lên là xong. Rất là đơn giản luôn. Nhìn tương đối bình thường quá. Điều này anh em có bạn bè muốn chơi với nhau thì còn được, chứ chơi một mình thì bây giờ thấy loại này nó hơi bị ngọt rồi. Con game này tôi để ý là cái góc nhìn nó rất là thấp nha. Thường á, mấy dạng bên lấy theo thì anh em phải có góc nhìn mà bao quát hơn rất là nhiều. Ít ra là gấp đôi cái cảnh này luôn á. Còn game này nó zoom vô cận quá à. Zoom vô cận cảnh như thế này rất là khó né chiêu luôn. Ngoài ra zoom vô cận cảnh thì cái độ hoành tráng của chiến trường nó cũng không có. Mấy hiệu ứng của con boss mà nó to gần bằng một cái màn hình cũng không có luôn. Như thế này là còn zoom ra đỡ đỡ nè. Như thế này đã zoom vô cận sát bên luôn nè. Game này không chừng mà nó bui theo cái lối này á, nó có thể port lên mobile luôn á. Định hướng nó là như vậy. Dung kinh dị hả? Năm 1975. Thảm họa xảy ra ở dàn khoan dầu ở cái vùng Bestia ngoài khơi của Cotland. Điều hướng cái dàn khoan đang sụp đổ để cứu cái phim thành đoàn của bạn khỏi nỗ lực kinh hoàng ở thế giới khác bên bờ vực của mọi logic và thực tế. Tức là khi cái dàn khoan nó sập xuống á, anh em cận tử trải nghiệm những ranh giới sống và chết, sẽ sinh ra mấy cái ảo giác lạc vô thế giới khác. Giống con game, giống cái phim với mà bộ truyện là IDK in Borderland á. Alice in Borderland. Được nha. Game này nhìn đồ họa graphic nó làm cũng ổn á. Chứ nó xây dựng được cái bối cảnh thế giới này. Nhìn coi kìa.
Cái gì I love you ở đây nữa? Mười tám tháng sáu hả? Được. Game ngắn gọn đơn giản. Mà nhìn nó tẩm tẩm sao á? Nè, khi mà không gian nó bị bóp méo bởi cái trí tưởng tượng của mình luôn rồi. Làm mấy cái nền gạch này nó cũng đúng phải không? Đầu bếp mà nhìn như trong game kinh dị á. Được, game này tạm ổn. Thậm chí có game tiễn luôn cái vàng mà lồng tiếng nữa nè. Game này chắc dự án cũng đầu tư phết á. Cái gì? Căn phòng chung qua hả? À? Cái mà The Chinese Room này á, anh em nào mà đọc ba cái mà tiểu thuyết rồi sẽ có đề cập đến rất nhiều luôn. Nó dạng như là một cái tư tưởng triết học luôn. Khi mọi thứ mà đưa ra cái phòng Chinese Room này, gọi là cái phòng dịch thuật á, căn phòng dịch thuật á, anh em có thể tìm để đọc cái mà khái niệm này cho nó. Tôi không ngờ có dép mà đặt tên theo cái học thuyết này luôn á. Trước đó thì có một tác phẩm vào ngày 13 tháng 9 năm 22 được đánh giá cũng mixed xịt thôi. Dễ tính ra studio này cũng từng có một con game này. Wood Blood BLUD. Game này nhìn cái phong cách đồ họa nó làm tôi nhớ nhớ đến con mà Pizza Tour. Con này nè. Tôi thì không thích cái nền tảng đồ họa này lắm, nhưng mà nhìn nhớ 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 đến cái dòng con Pizza Tour này, một game rất là nổi tiếng nè. Cái này thuộc thể loại phiêu lưu, hành động phiêu lưu mà mang tính hài hước nữa. Nhìn cái phong cách đồ họa thì biết nó rất là hài hước rồi. Cái dạng như là comic mà phim hoạt hình ở bên phương Tây hồi xưa. Đây yếu tố hành động trong game đây. Thôi, game này không hợp. Tôi nhớ còn một con game nữa, đâu rồi ta? Hình như tôi sót một con game có mấy anh em Trung Hoa rồi. Để từ từ lướt lại cái. Tôi nhớ có một con game có mấy anh em Trung Hoa giới thiệu tôi, có gửi mail cho tôi nữa. Nhưng mà sao không thấy trong tháng này? Dạng như là một cái thanh niên hơi bị là xấu trai đấy đó. Đi bắt đầu cái hành trình phiêu lưu khám phá thế giới cô gái của mình. Hơn tí nó đi không có thì tôi sẽ lục lại cái mail tôi giới thiệu cho anh em luôn. À đây nè, nó nè. The Legend Motor nè. Nè đây, anh em nhìn cái hình cover là thấy thanh niên đẹp trai vai chính của chúng ta liền. Đó, thấy chưa? Đúng chuẩn VOZ luôn. Mà game không có tiếng Anh thì gửi mail cho tôi thì đọc bằng kiểu gì ta? Thì tôi chơi bằng kiểu gì ta? Vẫn chưa có kỳ thôi, họ gửi mail họ hỏi có muốn chơi không? Muốn thì contact với họ. Thì họ sẽ mà coi thấy ổn thì gửi kỳ cho mình chơi. Mà toàn tiếng Trung không à, nhìn nó cũng khá là ngộ nghĩnh à. QWERTY thì hình dạng như game thẻ bài á. Đúng thanh niên đẹp trai đáng gái luôn, trai tài gái sắc nè. Này là cái méo gì đây trời. Hai bên đấm nhau mà xen kẽ như thế này đó hả? Nhìn cái mục diễn ông này cũng biết đẹp trai rồi, không cần phải phô ra liên tục như thế này đâu. Gì? Catwoman thì nó xếp giống đó nữa hả? Có demo rồi, có thời gian rảnh tôi thử qua cái demo. Nhưng mà không có tiếng Anh thì chắc phải đợi là những cái cao nhân việt hóa của chúng ta thôi. Cộng đồng cướp biển hả? Liên minh cướp biển hả? Of the Caribbean during the golden age of piracy lies the Republic. Game xây dựng đúng kiểu phân lô bán nền luôn. A powerful league of clans united by their shared ideology. Cướp biển mà lại là chủ đề xây dựng sao ta? The early days of the Confederacy and final bloody breakup out to forge buildings and amenities from coal mines, depots and marketplaces. Rồi nói chung là đầu quán sáng mà đầu quán khai quặng gì đó. Rồi bắt đầu đem đi xây dựng cái tài nguyên quân sự đi đánh nhau, thu nhập tài nguyên thêm nữa. Đó là dạng kết hợp giữa hai thế nội luôn, xây dựng và chiến thuật. Con này tôi nghĩ là khá là giống với Anno á. Nhìn nó na ná cái phong cách của Anno, cái kiểu chơi thôi.
Hồi nãy cái trailer thì nhìn cái nhà thấy đúng gớm luôn, bây giờ thì lên render thì nó đỡ hơn biết nhiêu nè. Được, trông cũng khá là ổn ổn. Nhìn nó hơi mà tệ tệ ở cái phong cách đồ họa tí thôi. Nhà cửa gì tóm loạn nó nhìn vậy nè. Đây, bom tấn của chúng ta, khỏi phải nhắc, người ta tránh mấy con game này như tránh tà nhá. 800k cái bản DLC, thấy mấy ông trên mà mấy ông chuyên gia phân tích game nữa của mấy bên anh Tây á, mới đầu anh tua cái trailer này chậm lấy tốc độ cực kỳ chậm luôn, sau đó cắt mấy cái khung cảnh nhà đưa lên render scale cái đồ họa cao lên, phân tích từng cái khung hình trong cái đoạn trailer đó, phân tích từng chút 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 một. Cái cảnh này thì cũ rồi. Game này ra thì lúc đó người ta lại gần gần lên chơi tiếp thôi. Doom Software. Tháng 6 này là cái tháng của mấy ông lớn mà. Doom Software, Bandai Namco. Sao Bandai Namco cũng phát hành nữa ta? Trailer này thì anh em coi qua YouTube đi. Chất lượng nó cao hơn nhiều trên Steam luôn. Họ thậm chí chỉ có 3 tấm ảnh thôi. Thường á, anh em phải ít nhất một cái trailer và 5 tấm ảnh. Đúng là mấy ông lớn này ổng đưa lên mấy cái trang template này đúng là miếng quá. Một ông thì bán game biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà không làm được cái trang mà nhà phát hành riêng. Ông này cũng không có luôn là trời ơi, ông lười. Bên đây năm cô thì đương nhiên là phải có rồi. Ừ, ngọn để hình lên cover nó, vàng chuyên nghiệp nè. Xanh lan này hơi bị xịt nha. Tôi thấy con game cũng ở mức trung bình thôi, nhưng mà không tiếp cận được quá nhiều người chơi. Chỉ có 400 đánh giá cho một con game như thế này là coi như là thất bại nặng luôn rồi đó. Cái doanh số trên PS5 tôi đọc được thì trên cái hệ PlayStation nó cũng không có được nhiều cho lắm. Tính ra con game này nó hơi yếu rồi. Yếu về cái mặt marketing. Chất lượng game thì vẫn ở mức trung bình. Trung bình ổn, trung bình khá. Đây là game sinh tồn nè, nó đang rất hot luôn. Tôi thấy mấy cái dev bắt đầu đi gửi cây kỳ vô mấy cái gà to đó, YouTuber với mà streamer Twitch rồi đó. Nhưng mà lại cái dòng chữ này nữa rồi. Cái phông chữ này bây giờ cái nhà làm game lạm dụng hơi bị nhiều nha. It's up to you to reunite your lost tribe and carve out a new home. The gods have throes of battle. Your tribe will assist you. Feel free, warm and as their leader, your villagers look to you. Nhìn nó giống con Ensogard hay là Vanheim á, dạng mà đi xây dựng mấy khu nhỏ nhỏ như này, thu nhập tài nguyên và nâng cấp lên nè. Strengths and weaknesses. It they may be better suited for their patrol route, and your hard-earned progress can easily be reduced to dust. Con game này á, cái bối cảnh nó rất là cổ nha, nó kiểu fantasy thời trung cổ á, nhưng mà cái giao diện UX UI như anh em nãy thấy trong cái hình nâng cấp đồ á, đây nè, nó mang đậm cái yếu tố hiện đại luôn, hai cái gần như không hợp với nhau, không có tấm UX UI nào trong này luôn. Hồi nãy tôi chỉ nhìn lướt qua được cái UX UI nhẹ nhẹ là lúc nó tăng kill hay là cái gì đó thôi, chứ trước cái cảnh này tí nè. Mình dẫn dắt nguyên cái bộ lạc của mình đi đắm lại mấy ngày đúng không? Nè, cái quý đuôi này nó đậm cực kỳ đậm cái chất hiện đại nha. Anh em tăng theo từng cái chỉ số như thế này nè. Ngoài ra thì cái mặt đồng hồ cái bộ lịch này nữa. Ừ. Nè, cái kiểu đồng hồ như thế này nó mang cái tính hiện đại rất nhiều, cái phong cách mà thiết kế phẳng này nó. Nên đúc vào một con game mà trung cổ nó mang cái tính ma pháp như thế này nó không hợp cho mấy, nhưng mà nhìn chung UX UI thì vẫn có thể bỏ qua được nếu như anh em dễ tính. Như con Elden Ring nãy đó, UX UI nó cũng cực kỳ tệ hại luôn, nhưng mà nó hợp với con game hơn, cái bối cảnh nó cổ rất là cũ kỹ luôn. Còn như con này thì bối cảnh cổ nó lại dùng cái UX UI rất là hiện đại. Con này là con game buôn thuốc, quảng cáo rất là gầm gộ luôn. Đây là một cái dự án mà dev đầu tư rất nhiều á. Lối chơi nó thì cũng khá giải trí. Con này na ná như cái con mà Thết Simulator giả lập đi ăn trộm hai á. Còn con này anh em tham gia vào cái thế giới mà xã hội đen nhiều hơn.
đặt bom vào cái điện thoại Nokia đó. Nói chung cái dòng game simulator này đang phát triển lên dần từng ngày á, không còn cái lối chơi đơn giản nữa, nhưng mà nó giả lập rất là nhiều chi tiết để anh em đi khám phá. Nó giống như con mà giả lập ăn trộm Touch Simulator cũng được, game này tạm tạm. Game này á thì cái lịch ra mắt họ ghi là trong cuối tháng 6 này, tôi vẫn không biết chính xác là ngày nào. Một con game co-op khá là vui với anh em bạn bè luôn đó, buộc mấy sợi xích vô nhau để cho vượt qua thử thách, tức là một thanh niên chơi ngu thì mấy thanh niên còn lại cũng bị ăn hành theo luôn, dạng co-op cùng nhau á đó, buộc vào nhau chơi. Cái này anh em coi video mà mấy cái streamer họ làm video giải trí kiểu mà hài hài Vinny á thì coi nó hợp hơn là chơi. Trên game này thì chắc chắn sẽ có một người luôn luôn là bị chửi rồi. Mà nhìn ý tưởng con game này nó cũng là đúng bữa luôn chứ. Bộ thanh niên gánh tem mà. Fall. It doesn't seem to be working. I must devise another strategy. Online co-op mà game này 2 người với 4 người hết ta. Nhìn nó 22. Còn game cuối cùng của tháng. Một con game mà nhìn cái hình là anh em cũng biết nó từ đâu ra chứ gì. Fate Family, nhưng mà cái này tập trung vào nhân vật Anna của chúng ta thôi. Anh Gia. Con bé rồi nè. Có khả năng đọc được suy nghĩ của không ta? Cái này là cái hình game đấy là ăn chơi bài ăn hiếp con nít đó à. Đó, 50 sát thái của con anh già này rất là ngộ nghĩnh luôn. Game này thì họ ghi công minh son, nhưng mà theo cái thông tin từ nhà phát hành là sẽ vào cuối tháng 6 này. Không biết họ có delay hay gì không. Nhất ông Bandai Namco rồi nữa nè. Chỉ là tới tháng 6 này tháng của toàn mấy ông lớn ra tay thôi. Nên hy vọng chúng ta có game giải trí mà thư giãn chơi chơi. Thường mấy con game ăn theo á, mấy cái thể loại hành động á thì chất lượng hơi tệ, nhưng mà cái thể loại giải trí thư giãn phiêu lưu khám phá như thế này á, trời ơi đặt có 6 cái 8 mà. Thì nói lại mang tính nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hy vọng mức giá nó phải chăng thế. Anh em nào chưa đọc truyện hay xem phim bộ này có thể thử qua cũng được á. Nó giải trí thư thái rất nhẹ nhàng luôn. Thôi chúng ta coi như hết tháng 6 này. Có thời gian tháng 7, tháng 8 gì rảnh thì chúng ta lại tiếp tục lướt lướt nữa. Nói chung cái tháng 6 này không có nhiều game mới đâu. Ít nhất là anh em chơi mấy con indie á, không có bao nhiêu con game để anh em trông ngóng cả. Nhưng mà anh em chơi mấy con game của mấy nhà phát hành lớn lớn á, thì có rất nhiều luôn. 5-6 cái tên chen chúc nhau trong cái phạm vi ở nửa sau tháng 6 này. Còn mấy anh em chơi indie thì chỉ có mà chơi cái đợt demo từ ngày 10 đến ngày 17 này thôi, từ đây đến đây nè. Thì trong cái đợt đó rất nhiều cái bản demo của những con game lớn lớn luôn, từ lớn đến nhỏ luôn. Họ sẽ ra mắt, thu hút được cái lượng wishlist với mà follow trong thời gian này. Nên mấy chất lượng cũng ổn đó. Thì tôi cũng nhận được vài kia rồi, hôm nào rảnh thì đi chơi thử mới demo trước, tới sự kiện đó thì chơi thêm nếu có thời gian rảnh. Rồi ok, bye bye anh em. Coi như chúng ta kết thúc cái tháng 6 này đây.